quê nhà của cố chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Cù lao ông hổ ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hiện còn rất nhiều ngôi nhà cổ có tuổi đời cả trăm năm. Nhiều nhà cổ nơi đây từ 10 năm nay đã trở thành dịch vụ homestay thu hút du khách trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng. Loại hình homestay trong những ngôi nhà cổ ở Cù Lao Ông Hổ là một chiến lược trong phát triển du lịch của An Giang. Các nhà cổ 117 nằm gần cầu Rạch Kích, được coi là đẹp và tinh xảo nhất ở Cù Lao Ông Hổ của Tôn Thất Đính, cháu họ của bác Tôn, Căn nhà này được dựng hoàn toàn bằng gỗ căm xe, giá trị thời điểm xây dựng ngang với gần trăm mẫu ruộng. Không chỉ giữ gìn ngôi nhà, cách sắp đặt vật dụng trong nhà cổ ở Cù Lao Ông Hổ vẫn được giữ nguyên như thời mới cất. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, hiện nay trên Cù Lao Ông Hổ đã có 5 hộ thực hiện mô hình homestay nhà cổ và 4 hộ phục vụ các nhu cầu du lịch phụ trợ. Các nhà cổ này thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài và nhiều nhà đã được khách đăng ký kính chỗ đến năm 2018. Về Cù Lao Ông Hổ, quê hương Bác Tôn, nhiều người như sống lại với không khí yên bình của miền Tây từ những thế kỷ trước.